Xin được chào mừng hai đội chơi đã cùng đến với vòng thi thứ ba mang tên gọi là Nhanh Trí. Và xin được chúc mừng đội nhà đã nhận được quyền ưu tiên. Đây, gửi cho tụi con. Chúng ta có tất cả là hai gói câu hỏi A và B. Đội nhà ơi, dạ, để coi tụi con tính cái nào. Trời ơi. Ok, gói A. Ok, gói A. Gói A là quyền lựa chọn của tụi con. Vậy thì gói B là gói câu hỏi của đội khách. Và bây giờ, hai đội, đội nào muốn thi trước ạ? Con. Dạ không. Đội à, trao cái gì thi trước đi. Trời ơi. Cái thi trước. Có tất cả 5 câu hỏi. Chúng ta suy nghĩ trong 15 giây để mà đưa ra đáp án cuối cùng. Và nếu như đáp án đúng 10 điểm, đáp án không chính xác bị trừ đi 5 điểm. Nếu như đội kia không có câu trả lời á, mình muốn trả lời thì mình trả lời đúng được 5 điểm, sai trừ 5 điểm. Vậy thì ngay bây giờ xin mời đội khách sẽ đến với gói câu hỏi B. 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới mới được công bố vào năm nào? 28. Thật sự là trả lời đại chứ, lời cũng, đại chứ cũng không biết. Ừ, và đó là đáp án không chính xác. Rất là tiếc, bị trừ đi 5 điểm. Bên tụi con và không... đội nhà, tụi con có muốn trả lời không? Không có đáp án nhưng mà tụi con đoán một câu thôi. Con không chắc. Đáng chơi cho vui thôi đúng không? Dạ, 2017. 2017, con đáng chơi thôi nha. Trời ơi, tiếc quá vậy. 2017 là đáp án cũng không chính xác luôn. Yeah. Ừ. Đáp án chính xác đó chính là vào năm 2012. Wow. 2012. Và câu thứ hai dành cho đội khách. Trong bài hát Bắc Kim Thang có câu Bắc Kim Thang cà lan bí rợ. Cà lan bí rợ ở đây có nghĩa là gì? À, bí rợ là trái bí rợ đúng không? Ừ, cà lan là giống như khoai lang cà. Bắc Kim Thang cà, cà, khoai lang, bí rợ. Cà, khoai lang, bí rợ. Đó là đáp án chính xác. Câu tiếp theo. Theo chuyện Người Mẹ của Anderson, trong sách tiếng Việt lớp 3, người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường? Trời ơi. Người mẹ đã hát đoán đại. Đoán đại. Tác phẩm này có thể là lâu quá rồi, đội khách không nhớ. Con, con. Và hết giờ. Và đó là đáp án không chính con, xác. Con, dạ, con, dạ, con. Bụi dạ, gai chỉ đường là ủ ấm cho bụi gai. Ủ ấm là mình ôm mà ủ ấm á hả? Dạ, ôm lại để ủ ấm cho bụi gai. Và bụi gai đông chờ nảy lọc ngay vào mùa đông và chỉ đường cho bà mẹ đến chỗ thần chết. Trời ơi. Hay quá. Nhớ từng chi tiết luôn, thuyết phục luôn. Chính xác. Yeah. Cộng 5 điểm. Câu thứ tư. Khi mình leo núi Phan Xi Păng và Lang Biang thì núi nào mệt hơn? Núi là sao mệt, có mình mệt thôi chứ núi sao mệt. Chứ núi không có mệt. Đó là đáp án chính xác. Yeah. Chúng ta đến với câu hỏi thứ năm. Sinh vật nào không có tim mà vẫn sống được? Con sứa đúng không? Sứa. 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 Sứa là đáp án của đội khách. Chính xác. Yeah. Xin chúc mừng đội khách đang có số điểm cũng khá là cao, 95 điểm. Và bây giờ chúng ta đến với gói câu hỏi A. Cái gì mua về để ăn nhưng không thể ăn được? Dạ cái dĩa. Cái dĩa. Cái chén. Cái chén, cái đũa. Trời ơi trời, nhanh ghê không? Cái câu này có rất nhiều người đố con rồi. Đó là đáp án chính xác. Hay quá. Câu tiếp theo. Con cá heo á thở bằng cái gì? Dạ thở bằng phổi. Phổi. Quá. Không thể nào sai được, chính xác. Hay trời quá. Ơi, hình như là không có cơ hội để mình cướp điểm của hai bé luôn ha các anh chị ha. Câu thứ ba, trong một trận bóng đá, chúng ta có thể thay đổi vị trí của trọng tài chính không? Trong một trận bóng đá. Đúng rồi, trọng tài chính á. Dạ không, ai à, dạ được. Bởi vì nếu như mà trọng tài chính có một chuyện gì đó thì có thể làm trong một tổ trọng tài thì có thể thay được một trọng tài khác trong cái tổ đó. Nếu như trọng tài chính trong trận đấu đó bị thương hay là bị gì đó, sự cố gì đó. Đó là đáp án chính xác. Trời ơi trời, 80 điểm rồi, đang được đuổi số điểm rất là sát với đội khách của chúng ta. Chúng ta chỉ còn hai câu nữa thôi, câu 4 và câu 5. Dạ. Các con hãy nhớ là đi. Còn tấm bảng ưu tiên nha. Dạ. Nhân đôi số điểm. Chúng ta đến với câu thứ tư. Chuột túi đực và chuột túi cái, con nào có túi? Dạ chuột cái. Cái. Tại sao vậy? Dạ, dạ cái chứ là mẹ nó đựng con, bởi vì nó đi săn với loài động vật khác. Còn con chuột túi đực thì nó chăm con phụ. Nhưng mà đáp án của chúng ta đó chính là chỉ có chuột túi cái có túi mà thôi. Chúc mừng. Wow, 90 điểm và 95 điểm. Mình rồi. Chắc chắn rồi. Câu cuối cùng sử dụng quyền nhân đôi. Hay, rất là xích sao. Chúng tôi đoán xem thế trận của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Có tim mà không phải là động vật thì là cái gì? Có tim. Có tim
mà không phải là động vật. Là con người. Con người là động vật. Không phải là con người, không phải là một sinh vật sống. Hết giờ to con ơi, hết giờ cái rồi. Chú là cái gì? Rất là tiếc. Đáp án rất là đơn giản. Tim như là tim sen nè. Tim sen, sen. Tim đèn nè. Ồ. Đó. Các con nhớ nha. Với câu trả lời cuối cùng này thì quyền sử dụng nhân đôi không mang về điểm nhân đôi cho đội nhà rồi. Rất là tiếc. Tổng kết số điểm tới thời điểm hiện tại của cả hai đội sau 3 vòng. Xin được chúc mừng đội khách đang có số điểm là 95 điểm và cũng là đội chiến thắng của ngày hôm nay. Wow, và xin được chúc mừng đội nhà cũng mang về số điểm rất là cao, 85 điểm. Và bây giờ xin mời hai đội sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận quà. Sao tụi con hôm nay thấy chơi với Khai cô chú đó như thế nào? Cũng được. Cũng được. Cũng được. Cũng được. Làm. Nhưng mà không, thật sự là các bé rất là giỏi. Ừ. Chương trình này bao nhiêu số luôn. Đúng rồi. Mà đa phần là hình như là chú ngày đồn là mình thắng nhiều thắng lắm nhiều luôn á. Đội chiến thắng với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng xin được chúc mừng Nam Cường và Ái Châu. Còn đây là món quà của tụi con, xin được chúc mừng tụi con đã về nhì nhận được 6 triệu đồng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai khách mời và cảm ơn hai tài năng nhí của chúng tôi rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.